Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lật danh sáng, lý do bí ẩn Nguyễn Thành Phong bị ông Tổng triệt hạ. Như tờ Thời báo.de đã thông tin, Nguyễn Thành Phong là chủ tịch thành phố ít sai phạm hơn người tiền nhiệm. Tuy nhiên hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng đang mượn tay Bộ Chính trị triệt hạ Nguyễn Thành Phong. Cũng phải thừa nhận là ông Nguyễn Thành Phong có thế lực và không bằng với Lê Hoàng Quân, bởi Nguyễn Thành Phong không có lợi ích ràng buộc chặt chẽ với bí thư thành ủy như ông Lê Hoàng Quân. Ông Lê Hoàng Quân với ông Lê Thanh Hải là chủ tịch, còn người kia là bí thư. Tuy hai ông này không hợp nhau về tính tình hay chống đối nhau trong các vấn đề nội bộ, đảng bộ của thành phố, tuy nhiên giữa Lê Hoàng Quân và Lê Thanh Hải có sợi dây quyền lực liên kết với nhau. Vì thế mà sau khi hết nhiệm kỳ, hai ông này cùng với Nguyễn Văn Đua vẫn liên kết với nhau để có thể chống lại những cuộc điều tra nhắm vào nhóm này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong. Từ trước tới nay chưa có sai phạm nào ở thành phố Hồ Chí Minh lớn như sai phạm đất ở Thủ Thiêm. Tuy nhiên cho đến giờ này, ông Lê Hoàng Quân vẫn chưa bị Trung ương động đến, mặc dù sai phạm thì đã quá rõ ràng. Muốn bắt được Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua, ông Nguyễn Phú Trọng cần phải có người giúp đỡ mới thực hiện được việc này. Và việc ông Nguyễn Phú Trọng cử Nguyễn Thiện Nhân thay thế cho Đinh La Thăng để ông này khui vấn đề Thủ Thiêm giúp ông Tổng xử lý nhóm ăn đất ở Sài Gòn. Nhưng Nguyễn Thiện Nhân bất lực và bị thay thế bằng Nguyễn Văn Nền. Nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết khi đưa ông Nguyễn Thành Phong từ Bến Tre về thành phố thay thế cho ông Lê Hoàng Quân, thế lực phía Bắc đã có đặt vấn đề với Nguyễn Thành Phong là giúp thế lực một số người có quyền lực ở đây loại trừ nhóm lợi ích Lê Thanh Hải và được Nguyễn Thành Phong gật đầu nhận lời. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, ông đã ra tay khá nặng với Nguyễn Thành Phong. Ông Nguyễn Phú Trọng bao giờ đưa miếng mồi ngon cũng kèm theo nhiệm phụ rất khó. Việc ông Trọng đưa Nguyễn Văn Nên vào nắm thành phố thì cũng vì mục đích thi hành nhiệm vụ giúp ông Trọng một tay để loại trừ nhóm lợi ích này. Tuy nhiên, dù không đưa được Lê Thanh Hải vào tù, nhưng ông này cũng được Tất Thành Cang vào tù sau gần 2 năm Trung ương kỷ luật mà vẫn chưa làm gì được ông này. Vì thế nên Nguyễn Văn Nên vẫn được trọng dụng. Có ý kiến cho rằng Nguyễn Thành Phong đã không tự lượng sức mình nên đồng ý đại. Sau đó khi về thành phố gặp phải đối thủ quá mạnh, không làm gì được nên ông Nguyễn Thành Phong lơ luôn lời hứa. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng ông Nguyễn Thành Phong vì muốn chiếc ghế chủ tịch thành phố lớn nhất của nước nên hứa bừa, chứ ông Nguyễn Thành Phong thừa biết là ông không đủ lực để có thể hạ một cây đa, cây đề như ông Lê Thanh Hải. Chỉ một mình Lê Thanh Hải thôi thì Nguyễn Thành Phong còn bất lực, chứ nói gì đến bộ ba Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua khi những nhân vật này cấu kết với nhau thành một khối. Về hình thức, chính ông Nguyễn Thành Phong đề xuất của ông Nguyễn Phú Trọng ký tặng công ty Việt Á huân chương lao động hạng 3 đều rất xấu hổ. Tuy nhiên, theo một số đánh giá của giới thạo tin thì đây là lý do phụ. Lý do chính của ông Nguyễn Thành Phong đã lật kèo với ông Tổng. Đã nhận lời để có chiếc ghế nhưng hành động thì không có giúp được ông Tổng. Ra tay xử lý nhóm lợi ích rất khó chơi ở miền Nam này. Đây là hình ảnh hạ Lê Thanh Hải là nhiệm vụ bất khả thi với Nguyễn Thành Phong. Theo như một số đánh giá của những người hiểu biết về thực tế, thế lực của Lê Thanh Hải rất mạnh. Ngay cả thế lực đương chức cũng phải ái ngại. Và thế lực của Lê Thanh Hải làm mọi kẻ đương chức phải ái ngại, đó là thế lực ngầm. Giữa áp lực của ông Trọng và mối nguy tiềm ẩn của nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua có thể gây ra, thì Nguyễn Thành Phong thả thất hứa và chịu sự trừng phạt của ông Tổng còn hơn. Đấy là những thông tin từ bên trong đưa ra và có vẻ như là hợp lý. Bởi lý do mà ông Nguyễn Thành Phong giới thiệu công ty Việt Á cho ông Tổng Bí Thư ký huân chương lao động hạng 3 không đáng bị trừng phạt nặng đến như thế. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trung ương không tin tưởng Nguyễn Kim Sơn, Bộ Tài chính vào cuộc kiểm soát thay Bộ Giáo dục. Bộ trưởng Bộ Y tế đi tù báo hiệu cho một cuộc đại phẫu có thể diễn ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mới đây, một tháng, vấn đề học phí và sách giáo khoa tưởng chừng như đấy chỉ là vấn đề nhỏ mà các đại biểu Quốc hội muốn quan tâm.
Tuy nhiên, khi lãnh đạo nhà xuất bản giáo dục bị kỷ luật và vấn đề học phí được ông Nguyễn Kim Sơn vội vã hiệu chỉnh, thì mới thấy vấn đề đang nghiêm trọng đến mức nào. Việc sửa sai được xem là hành động lấy công chuộc tội, nên vào ngày 6 tháng 7 vừa qua, ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định số 1886 về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đây là hình ảnh dù kỷ luật lãnh đạo đào tạo Nhà xuất bản Giáo dục nhưng Trung ương vẫn không tin ông Nguyễn Kim Sơn. Theo quyết định, ông Nguyễn Đức Thái đã có những vi phạm nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật như có khuyết điểm, vi phạm chính sách, pháp luật của nhà nước trong chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh, biên lại, in ấn, kê khai, phát hành sách giáo khoa mới. Ông Nguyễn Đức Thái cũng được kết luận đã mắc khuyết điểm và sai phạm như sau: thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra và giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, dẫn đến không kịp thời phát hiện nghị quyết ban hành trái pháp luật của nhà nước. Với hành động kỷ luật người đứng đầu Nhà xuất bản Giáo dục có vẻ như không làm cho Trung ương hài lòng. Trung ương không tin tưởng vào hành động đại phẫu của ông Nguyễn Kim Sơn, bởi lẽ Trung ương hiểu nếu ông Nguyễn Kim Sơn không chỉ đạo ngầm để Nhà xuất bản Giáo dục tăng giá sách giáo khoa thì khó có chuyện đơn vị này tự ý vượt mặt lãnh đạo mà nâng giá bán lên được. Đây là vấn đề tiêu cực có hệ thống, Trung ương đang cần thời gian để làm rõ, không phải ra tay kỷ luật cấp dưới mà đã làm ông Nguyễn Phú Trọng tin vào sự thật lòng của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Đây là hình ảnh Bộ Tài chính định giá sách thay cho Bộ Giáo dục. Vào ngày 8 tháng 7, đại diện Bộ Tài chính cho biết trong dự thảo luật giá sửa đổi vừa công bố, sách giáo khoa đã được đưa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá. Theo nghị quyết về chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2023, luật giá sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư tới đây, tức là tháng 10 năm 2022. Tại bản báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa được công bố, năm 2021, đơn vị này phát hành 164,6 triệu bản sách giáo khoa, đạt 140% so với kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 1.828 tỷ đồng, trong đó doanh thu chủ yếu từ phân phối sách giáo khoa và các khoản doanh thu khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay, giá sách giáo khoa do nhà xuất bản tự kê khai và báo cáo với các cơ quan quản lý để cơ quan quản lý nắm được. Khi đưa sách giáo khoa vào mục định giá, nhà xuất bản sẽ không còn kê khai giá mà do Bộ Giáo dục và Đào tạo định giá và sau đó do cơ quan chức năng thẩm định. Từ trước tới nay, sách giáo khoa do nhà xuất bản độc quyền in ấn, phát hành nên thiếu sự cạnh tranh, nên dẫn đến giá bán sách giáo khoa cao và tăng qua các năm. Việc đưa sách giáo khoa vào danh mục do nhà nước định giá sẽ giúp giá sách giáo khoa hợp lý hơn. Ví dụ, nếu nhà xuất bản kê khai giá, có thể chi phí từ 5 được nâng khống lên 7 cũng không ai biết. Tuy nhiên, khi đưa vào danh mục hàng hóa nhà nước định giá, cơ quan chức năng sẽ kiểm soát chi phí, thẩm định chi phí xem hợp lý hay chưa. Ông Long đã phân tích như vậy. Như thế là Trung ương sẽ tước mất quyền định giá bán sách giáo khoa và trao nó cho Bộ Tài chính. Xem như Trung ương đang tước bỏ một cái nồi cơm của ông Bộ trưởng và một số quan chức liên quan ở đây. Rõ ràng đây chỉ mới là hành động ban đầu, không biết tiếp theo Trung ương sẽ làm gì để tước đi những nguồn lợi và đặc quyền mà Nguyễn Kim Sơn có thể đang sở hữu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Trung ương không tin tưởng Nguyễn Kim Sơn, Bộ Tài chính vào cuộc kiểm soát thay Bộ Giáo dục. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.